vận hạn của công ty anh chị căn cứ vào những yếu tố như sau. Vận hạn của công ty ảnh hưởng bởi cái gì? Cái tọa hướng của công ty, tức là cái phong thủy của công ty đó như thế nào. Như vậy muốn xem một cái vận hạn của công ty, vì nó liên quan đến rất nhiều người, nó không phải chỉ có ông giám đốc. Và cái thứ hai là cái ngành nghề của cái công ty chị đang kinh doanh nó có phù hợp với cả cái xu hướng phát triển của thế hay không. Nó liên quan đến cái vận khí của cái người điều hành của công ty đó. Cho nên là bởi vì bản thân là công ty nó là một pháp nhân, nó là một cái tổ chức. Khi nó là một cái tổ chức thì nó bị ảnh hưởng chi phối cũng giống như con người. Nó ảnh hưởng bởi cái vận khí của cái ngành nghề đấy, và ảnh hưởng bởi cái vận khí của người điều hành vận hành nó, ảnh hưởng bởi cái môi trường, tức là cái phong thủy xung quanh nó như thế nào, đúng không ạ? Thì là nó sẽ tương tác. Thì muốn biết cái vận hạn của công ty thì người ta phải xem tất cả yếu tố đó để xem là công ty đấy có phát triển được hay không, công ty đấy có tồn tại được hay không, làm ăn có lãi hay không, phát triển hay không, tất cả đấy. Đến một phát là biết ngay, chả cần gặp ông giám đốc, đứng trước cửa biết ngay làm ăn không được hình, được đường hình, mất đường tiếng, mất cả hình cả tiếng, hay là tín rè rè, hay là hình nhòe nhòe là biết ngay, hay là hình tiếng căng đét, là chỉ cần là đến đo tọa hướng, nhìn cái không khí ở trong đó. Không khí đây nhìn mắt thường ấy, thấy vui vẻ, ánh sáng tràn ngập, thấy mọi người mặt mày ai hớn hở biết ngay. Thì nếu mà mặt ông nào cũng như là cái bị gọi là dầu dĩ là biết ngay. Cái này là tôi nói bằng là nhìn thấy bằng mắt, chứ không phải là anh bảo là đến đấy nhìn thấy âm thì toàn là phép, không có đâu. Còn nguyên tắc của thầy phong thủy là người ta sử dụng la bàn, người ta đo sa sơn chứng ứng, người ta đo cái đường đi vận hành, các cái nguyên lý vận hành của địa khí, của thiên khí, của hướng khí, của long khí, của thủy khí, để mà dự đoán cái tính cách không. Chứ không phải là đến đấy để cầm con lắc, đến đấy bây giờ là để thử, để cảm nhận, để thiền hay để làm cái gì đấy.